con ở bên đó mà để con vô nhà thương nằm như vậy, ta là cha để con bỏ cô bắt ốc với cha còn hơn. Tại cha vô dụng, không nuôi nổi con, nên cha đã đánh đổi tất cả, chỉ mong con gái của cha có cuộc sống đầy đủ sung sướng. Má con ở dưới mà biết được á, chắc chửi cha lắm. Nuôi con mà để con vô đây nằm, rồi truyền ba cái nước gì đó, cha phải xuống dưới chắc má con không có nhìn mặt cha đâu. Con ơi, con mau khỏe lại đi, rồi cũng muốn ăn cái gì á, con thích đi đâu á, cha cũng đi cùng con á, tới nghe Hân. Con tỉnh lại đi nghe Hân. Hân ơi, đừng bỏ cha nghe con. Con Hân, cô gái của cha, con tỉnh rồi hả? Chú nói chú là cha, chú xưng hô với con là cha. Cha. À không, chú. Không, có chuyện gì chú nói thật cho con biết đi chú ba. Chú nói thật cho con biết đi, tại sao chú lại xưng hô như vậy? Hân ơi, chú là cha ruột của con nè. Ngày xưa vì cha nghèo quá không nuôi nổi con, cha giao con cho bác Hai nuôi dưỡng, là ba Lâm của con bây giờ á. Không, tôi giao con gái tôi cho anh đâu. Nè, tao nói cho mày biết, cái chuyện mày giết thằng Ba Thành tao đã giấu kín cho mày. Cái chuyện mày thiếu nợ người ta, tao đứng ra trả nợ cho mày. Mày thề đâu, vì tao mày sẽ làm tất cả. Không lẽ chuyện nhỏ xíu vậy mày cũng không làm được hay sao? Hả? Ba Hạp à, mày phải hiểu cho hoàn cảnh của tao chứ. Vợ tao mới sanh xong, con tao thì đã mất. Không lẽ bây giờ tao nói sự thật cho cổ biết, chẳng khác gì tao giết cổ. Chỉ bằng tao tính như vậy, mày giao con của mày cho tao nuôi, tao sẽ làm khai sanh cho nó. Nó làm con của vợ chồng tao, mày hiểu không? Vậy có nghĩa là tôi mất con hả? Cái thằng khùng này, để nó đi theo mày á, mai mốt chỉ có đi ăn mày thôi. Mày nghèo sơ nghèo sát, thân mày lo chưa xong, làm sao lo cho con được? Giao con cho tao nuôi đi, rồi tao lo cho nó ăn sung mặc sướng. Rồi mày muốn ghé thăm lúc nào cũng được, tao đâu có ngăn cản đâu. Nhưng mà tôi không được gọi nó là con chứ. Thì đương nhiên rồi, nó là con của tao mà, sao mày nhận lòng cha được? Nghe lời tao, tao nuôi nó đàng hoàng, ăn sung mặc sướng, được đi học. Rồi sau này gia tài của tao sẽ thuộc về nó. Anh đừng nói xạo. Gia tài anh giao cho con ruột anh, ăn mới giao cho con tôi. Sao mày ngu quá vậy? Tao làm khai sanh cho nó, tất nhiên là tao công nhận nó là con ruột của tao rồi. Thôi mà, đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Vợ mày sanh xong á, nó còn yếu lắm, cầm lấy mua cái gì tẩm bổ cho nó ăn. Không, không lấy đâu. Lấy tiền giống như tôi bán con vậy hả? Con tôi đâu phải là đồ vật đâu mà muốn mua muốn bán hả? Nãy giờ tao chưa bao giờ nói là tao sẽ mua con của mày. Tao chỉ đề nghị là tao nhận nó làm con nuôi. Tao hứa với mày chắc chắn là sau này tao sẽ thương yêu nó giống như là con ruột vậy.
Vậy là con tôi sẽ mất cha mất má. Nó sẽ không hề mồ côi, nó đều có cha, đều có má. Mày cũng biết tính của chị hai mày rồi, là một người rất là hiền lành. Cổ không hề biết nó là con nuôi của cổ thì chắc chắn sau này cổ sẽ thương yêu nó tới mức nào. Thôi, cầm lấy tiền đi, giao nó cho tao. Nhưng mà sau này không được cấm tôi gặp con. Vậy là mày bằng lòng hả? Vậy chị hai tôi mới giao con á, chứ anh ác thế mẫu ai mà dám giao. Đưa đây, đưa cho tao đi. Giống như giao trứng cho ác quá. Anh dám nuôi nó đàng hoàng anh chưa? Nghe tao giận, chuyện này chỉ có tao chứ mày biết. Cắm miếng. Mong là con có cuộc sống đầy đủ sung sướng. Nếu con không tin, con hỏi ba má con đi. Không, không, làm sao con tin được? Làm sao con tin được sự thật này chú nói, để làm sao con tin được? Cha nói thiệt mà. Không, 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 con không tin, con không tin, con không tin. Nếu chú là cha của con, tại sao bao nhiêu lâu nay, 27 năm nay mọi người không ai nói gì cho con biết? Con phải tin cha. Con không muốn nghe chú nói gì nữa hết. Con không muốn nghe lời chú nói nữa. Chú đi đi, con không muốn nghe gì nữa hết. Chú đi đi. Thôi, bình tĩnh con. Chú đi đi, chú đi đi. Thôi, thôi, rồi, rồi, được rồi, chú sẽ đi. Chú đi đi, con không muốn nghe nữa. Chú đi đi. Cha ơi. Con không muốn nghe chú nói.